trang trại nuôi nhỏ lẻ, trở thành vùng chăn nuôi bò sữa lớn nhất đồng bằng sông Hồng. Sở hữu những cánh đồng bạt ngàn với khí hậu thuận lợi đã giúp hàng chục hộ dân ở Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam xây dựng những trang trại nuôi bò sữa có quy mô từ 30 đến 40 con. Điều đặc biệt, Trác Văn còn sở hữu một trang trại nuôi bò sữa theo tiêu chí 5.0, nơi những chú bò sữa được phát triển hoàn toàn thuận tự nhiên. Và cũng từ đây, những sản phẩm sữa có hương vị đặc trưng được cho ra đời, giúp Trác Văn ghi dấu ấn trên bản đồ nuôi bò sữa ở Việt Nam. Thưa quý vị, huyện Duy Tiên đang là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh Hà Nam về các mô hình chăn nuôi bò sữa. Và đây cũng là vùng tập trung chăn nuôi bò sữa lớn nhất của đồng bằng sông Hồng với gần 3.000 con bò đang cho khai thác sữa mỗi năm. Và hầu hết những hộ dân ở đây thì đều ký kết hợp đồng thu mua sữa với các công ty và mỗi năm thì họ đều có thu nhập ổn định giúp cuộc sống của người dân khấm khá hơn. Tuy nhiên thì có một vài hộ dân ở đây họ chăn nuôi bò theo hướng an toàn và họ tự chế biến các sản phẩm từ sữa bò của mình để cung cấp ra thị trường. Và ngày hôm nay trong chương trình Cuộc sống nhà nông thì xin mời quý vị và bà con hãy cùng với chúng tôi trải nghiệm những hoạt động thú vị tại một trong những trang trại chăn nuôi bò sữa an toàn như vậy. Để bắt đầu cho hành trình khám phá cuộc sống ở vùng nuôi bò sữa lớn nhất đồng bằng sông Hồng, chúng tôi đã lựa chọn ghé thăm một trang trại nuôi bò sữa theo hướng hữu cơ. Chủ nhân nông trại là chị Nguyễn Thị Thịnh. Chị Thịnh áp dụng chăn nuôi theo hướng thuận tự nhiên với tiêu chí 5.0, không cám công nghiệp, không thức ăn biến đổi gen, không chất kích thích tạo sữa, không tồn dư kháng sinh và không chất bảo quản sữa. 7 giờ sáng, giờ này chị Thịnh đang ở cánh đồng cỏ voi. Đây chính là nguồn thức ăn thô xanh chủ yếu của đàn bò, được gia đình chị Thịnh tự trồng và chăm sóc hoàn toàn tự nhiên. Công việc đầu tiên mà tôi sẽ trải nghiệm trong ngày hôm nay không phải là chăm sóc bò hay là vắt sữa bò như chúng ta thường hay nghĩ, mà đó chính là cách cung cấp làm sao để đảm bảo nguồn thức ăn chăm sóc cho bò được tốt nhất. Và đó chính là công việc trồng cỏ cho bò. Để cung cấp đủ cỏ cho bò thì mình phải trồng nhiều không ạ chị? Để đảm bảo đủ cái lượng thức ăn xanh cho bò thì diện tích trồng cỏ của mình nó khoảng 8 mẫu. 8 mẫu ạ? Trồng cái cỏ này thì có khó không ạ chị? Không khó em ạ, dễ lắm. Đấy, như em thấy là mọi người cắt những cái hòm cỏ già, đoạn gốc này. Thế sau đó thì mình đặt xuống, sau đó thì là mình là đặt thành luống rồi là phủ đất lên thôi. Khi mình trồng thì mình không cần phải bón lót hay là cái gì ạ? Cái cỏ này rất là dễ. Khi trồng thì không cần phải bón lót. Hai là khi mà bắt đầu nó lên như thế kia thì bình thường thì các hộ hay có thể cho phân đạm. Thế nhưng như mình thì cho phân bò ủ hoặc là phân giun quế. Em cuốc thử xem chị xem có đúng không nhá. Ngoài 8 mẫu trồng cỏ voi, chị Thịnh còn có 5 mẫu đất khác dành để trồng cây ngô và đỗ tương. Diện tích này đủ để gia đình chị đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh thường xuyên cho bò mà không cần phải đi mua thêm ở nơi khác. Cỏ voi được trồng và cho thu hoạch quanh năm, cứ 30 đến 40 ngày lại có một lứa cho thu. Và sau khoảng từ 4 đến 5 năm, khi năng suất cũng như chất lượng cỏ kém dần, chúng sẽ bị phá bỏ để trồng lại lứa khác. Những dịp như thế này, chị Thịnh phải thuê thêm nhân công tại địa phương. Tưởng chừng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm, tôi mới nhận thấy việc trồng cỏ cũng rất khó với những người mới bắt đầu như tôi. Em khoai cạn thôi, khoai vừa vừa thôi, em khoai nhẹ cuốc thôi, đừng bơm sâu, như chị này. Nếu mà sâu quá thì bị sao hả chị? Mình không cần, bởi vì là mình chỉ cần làm luống để đặt cỏ được gốc ở đây rồi em sau em hớt đất sang thôi mà. Chỉ cần khơi đất lên như này thôi, sau đó là lấp đất vào. Đúng rồi, xong đặt hòm cỏ xuống, xong lấp đất vào. Mặc dù em thấy có cái dây ở đây nhưng mà cuốc theo rồi thấy nó vẫn chưa được thẳng lắm. Em chưa quen tay. Như các bà, các cô ấy làm quen thì thậm chí không cần dây cơ.
với quốc một lúc rồi mà em thấy cũng nóng quá rồi. Cơn mưa chiều qua đã giúp cho đất ở đây mềm và dễ quốc hơn, do đó việc đào rãnh cũng trở nên dễ dàng hơn. Giờ thì tôi sẽ cùng chị Thịnh chuyển sang công đoạn đặt hom giống. Mình đặt mấy cái nhỉ chị nhỉ? Em đặt khoảng 4 hom nhá. À 4 hom. 1 2 3 4. đặt sát ở đây. Đặt dày đây. Đúng rồi. Vâng. 4. Sau này nó sẽ mọc lên thành từng búi đúng không ạ? Thành từng khóm một, từng khóm cỏ. Hay nhỉ? Em không nghĩ là chị đặt này là nó sẽ tự lên luôn ạ, à? Không phải cắm xuống như những cây thông thường ạ. À. Sau khi mà em đặt hom xong thì là chị em mình quay ra lấp đất nhá. Lúc nào mình cũng thuê nhân công làm nhiều như này hả chị? Thường là cụ đầu vụ và cuối vụ em ạ. Cuối vụ thu hoạch và đầu vụ mình trồng mới thì là sẽ có phải nhờ đông các cô hỗ trợ. Thực ra thì ngày hôm nay tôi thấy công việc trồng cỏ này cũng khá là đơn giản. Thế nhưng mà qua chia sẻ của chị Thịnh thì tôi thấy rằng là nó thực sự vô cùng quan trọng để có thể đảm bảo cung cấp đủ nguồn thức ăn cho bò, để làm sao mà chúng ta có thể có những sản phẩm sữa bò tốt nhất và chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Trong khẩu phần thức ăn của bò sữa, thức ăn thô xanh bắt buộc phải chiếm tới 80%, trong đó phần lớn là cỏ voi. Bởi đây là giống cỏ cung cấp nhiều năng lượng cho đàn bò. Chúng lại dễ trồng, cho thu hoạch thường xuyên, quanh năm, do đó mà cỏ voi cũng trở thành nguồn thức ăn lý tưởng đối với đàn bò. Ở Trác Văn, phần lớn các trang trại đều nằm ngoài cánh đồng. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy phần lớn diện tích bao quanh trang trại là những bãi cỏ xanh ngút ngàn như thế này. Nhờ sự giúp sức của các cô, các chị mà sáng nay hơn nửa mẫu cỏ voi đã nhanh chóng được trồng lại. Chỉ ít tháng nữa thôi, chúng sẽ tươi tốt và sẵn sàng cho thu hoạch. Trong lúc tôi được nghỉ ngơi thì chị Thịnh lại phải tranh thủ bón phân cho ruộng cỏ bên cạnh. Ruộng cỏ này mới trồng được 3 tuần. Nếu như phần lớn người nông dân sẽ bón phân đạm để giúp cây cỏ nhanh lớn, thì với quy trình chăn nuôi thuận tự nhiên của mình, chị Thịnh chỉ dùng phân bò ủ hoai mục hoặc phân chuồn quế để bón cho cỏ. Mặt khác, trong quá trình chăm sóc nguồn thức ăn của bò, các loại hóa chất bảo vệ thực vật cũng không được sử dụng. Thay vào đó, chị Thịnh phải chăm sóc hoàn toàn thủ công. Đây là cách để chị tạo ra nguồn thức ăn an toàn cho đàn bò sữa của gia đình mình. Những luống cỏ mà tôi với chị Thịnh vừa trồng thì sau khoảng 2 tháng chúng sẽ tươi tốt và được thu hoạch như thế này. Và bây giờ thì tôi với chị Thịnh sẽ tiếp tục công đoạn chuẩn bị thức ăn xanh cho bò cho buổi trưa ngày hôm nay. Nếu thiếu nguồn thức ăn thô xanh, kể cả trong một bữa, đàn bò ngay lập tức sẽ bị suy giảm lượng cũng như chất lượng sữa. Do đó thu hoạch cỏ là công việc không thể thiếu của chị Thịnh mỗi sáng. Chị ơi, cỏ này thì cắt như nào ạ? Em cắt sát gốc nhá. Em cầm vừa tay em cắt sát gốc này. Đấy. Xong là để gọn ra đây. Xong rồi em cắt nó bằng nhau này. Lát nữa mình sẽ dùng dây để mình bó vào. Và cứ cắt đều đúng không chị? Cả to cả bé đều cắt đúng không ạ? Đúng rồi, em cắt hết. Những cái ruộng cỏ như này là sắp phải trồng lại này. Cái nhánh cỏ nó thưa quá, nó nhỏ quá. Đối với đàn bò 35 con của nhà mình thì một ngày chị sẽ cần phải thu hoạch bao nhiêu trọng lượng cỏ hả chị? Một ngày chắc khoảng chừng khoảng 5 tạ. 5 tạ cỏ. 5 tạ. Nó vào khoảng độ 40 mớ này. Chia đều cho 3 bữa. Bình thường là mình chị cắt hay là phải có người hỗ trợ hả chị? Chị cũng có một cô hỗ trợ chị chuyên cắt cỏ. Cái lúc mà bận hoặc cô nghỉ thì chị lại phải tự cắt lấy. Thế là hôm nay em sẽ làm nhân công giúp chị thu hoạch cỏ cho bò. Chiều nay chị trả công cắt cỏ bằng sữa bò nhá. Đấy chính là điều mà em háo hức nhất trong buổi trải nghiệm ngày hôm nay đấy ạ. Thu hoạch cỏ là công việc không hề nhẹ nhàng, nhất là những hôm thời tiết nắng nóng như hôm nay.
dù chỉ mới cắt được 5 mớ cỏ, nhưng tôi đã cảm thấy kiệt sức. Chưa kể là những lá cỏ sắc nhọn này liên tục đâm vào mặt và tay. Chị ơi, cắt như thế này sắp được chị ạ. Em thấy nóng quá rồi, mồ hôi chảy ròng ròng rồi. Sắp thế là đủ rồi đấy. Hai chị em mình mang thức ăn về cho bò nhá. Vâng, như vậy là tôi với chị Thịnh vừa mới thu hoạch đủ 3 bữa ăn của bò để cung cấp cho những chú bò trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì tôi với chị sẽ vận chuyển cỏ về và sẽ chuẩn bị các công đoạn để chăm sóc bò như thế nào. Nếu mà như bình thường chị thuê nhân công này là một mớ bò cỏ cắt to như này là 3.000 một mớ này. 3.000 một mớ ạ. Thế có nghĩa là từ sáng đến giờ em được có 20.000 thôi ạ. Thế là công cao lắm rồi, nửa chai sữa rồi đấy nhá. Ít ra là được nửa chai sữa uống rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Bữa trưa của đàn bò sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa, nghĩa là khoảng 10 giờ 30 phút. Chị vác trương nha. Em vác mới nhỏ thôi. Chúng chắc chắn sẽ có bữa ăn ngon bởi lượng cỏ thu hoạch hôm nay rất non và tươi mới. Sau khi mà lao động ở ngoài cánh đồng rất là vất vả và mệt mỏi thì khi mà được nhìn những chai sữa như thế này và sẽ được thưởng thức chúng thì đúng là còn gì tuyệt vời hơn nữa. Chị mời em nha. Sữa này thì là sữa được chế biến như thế nào hả chị? Sữa này là sau khi vắt xong thì được mang về xưởng chế biến luôn với cái quy trình thanh trùng. Sữa thanh trùng thì nó có tác dụng hay nó có khác gì so với sữa tiệt trùng hả chị? Sữa thanh trùng thì nó vẫn gần như là nó giữ nguyên được cái hương vị của sữa tươi nguyên chất. Ôi nhìn ngon quá. Chị mời em. Vâng ạ. Wow. Em thấy cái mùi vị sữa nhà mình như thế nào? Có khác với cả các cái loại sữa khác trên thị trường không? Có ạ. Em thấy rất là thơm và mùi có vị ngậy ngậy này, thơm này, ngọt dịu vừa phải. Tức là uống được như kiểu uống nước ấy. Nếu mà bình thường em uống các sữa đóng hộp thông thường thì nó khá là ngọt. Hầu hết các hộ nuôi bò ở Trác Văn đều thu sữa và bán cho các nhà máy với giá ổn định khoảng 15.000 đồng một lít. Tuy nhiên, theo định hướng ban đầu từ khi xây dựng trang trại, chị Thịnh quyết định mở xưởng sản xuất, tự chế biến sữa thanh trùng và các sản phẩm từ sữa. Giá thành sản phẩm tuy cao hơn so với sữa thông thường, nhưng với chất lượng tốt, đảm bảo, sữa bò của trang trại chị Thịnh được khách hàng ưa chuộng và liên tục mở rộng thị trường. Thế sắp tới chị có dự định là sẽ mở rộng quy mô hay như nào không chị? Hai vợ chồng thì đều mong muốn là ổn định cái tổng đàn bò, đồng thời là mình cũng chọn lọc được những cái con bò có cái sản lượng sữa tốt cũng như là cái chất lượng sữa tốt. Chứ về ổn định về mặt chất lượng, còn về cái quy mô mở rộng thì chắc là không, vì như này là cũng vừa đủ sức hai vợ chồng. Vâng. Thế sao mình không làm tất cả là sữa tươi mà lại làm thêm các cái sản phẩm sữa chua? Các sản phẩm sữa chua thì một là nó đáp ứng được như cái nhu cầu đa dạng hơn của người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là vào mùa đông khi mà cái sản lượng sữa tươi tiêu thụ nó giảm thì mình có thể chuyển sang chế biến thành sữa chua và sữa chua nếp cẩm. Làm sao mà để tiêu thụ hết sản lượng sữa và người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Vâng. Và khi mà mình đã sản xuất chăm sóc bò theo hướng an toàn thì những cái sản phẩm sữa như thế này nó cũng rất là đảm bảo đúng không ạ? Và được người tiêu dùng tin tưởng. Hiện mỗi ngày, trang trại của chị Thịnh cung cấp ra thị trường khoảng 350 lít sữa, trong đó có hơn 300 lít là sản phẩm sữa thanh trùng nguyên chất. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thu được mỗi năm khoảng trên dưới 300 triệu đồng. Em bê đoạn đuôi kìa. Đây là số cỏ mà tôi với chị Thịnh đã thu hoạch được sáng nay. Và bây giờ thì chúng sẽ được đem đi
thái nhỏ và sẽ trộn với rất nhiều những nguyên liệu khác nữa để cho bò ăn. Thế giờ mình làm gì chị? Bây giờ là mình cho bò thái nhỏ. Em bóc nắm nhỏ nhá. Cái này nó rất là nguy hiểm, nhìn tay nhé. Cỏ voi cần được thái nhỏ trước khi phối trộn với các thành phần khác. Cách làm này sẽ giúp cho việc phối trộn thức ăn dễ dàng hơn, bò cũng ăn được tối đa cỏ xanh và hấp thụ tốt hơn. Theo chị Thịnh, chiếc máy cắt này quay với tốc độ nhanh, lưỡi dao sắc, chỉ những người quen việc mới sử dụng. Do đó tôi không được đứng máy mà chỉ hỗ trợ chị đưa cỏ vào máy cắt. Cỏ đã được thái xong. Lúc này, chị Thịnh sẽ lấy thêm một lượng thức ăn xanh ủ chua để trộn cho bò. Loại thức ăn này có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa, giúp bò hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, lượng sữa tạo ra nhờ đó cũng chất lượng hơn. Đây là chiếc xe có chứa thức ăn được ủ chua, cũng là một phần thức ăn rất là quan trọng trong khẩu phần ăn của bò. Và cái những nguyên liệu này thì gồm những gì hả chị? Ở đây là gồm có thân và bắp cây ngô non. Và cái này thì cũng được băm nhỏ như cỏ. Sau đó thì đem ủ trộn với cả yem cùng với muối. Sau khoảng mùa hè thì khoảng 15 ngày đến 1 tháng là mình có thể cho ăn được rồi. Tại sao mình lại phải ủ chua như này chị? Ủ chua một là tạo ra nguồn thức ăn dự trữ, vì cái ủ chua này giúp bảo quản được lâu hơn, để được lâu hơn, đặc biệt trong những cái mùa thiếu cỏ như mùa đông, đúng không? Thứ hai là cái thức ăn ủ chua này có lên men, nó tác dụng là giúp cho bò tiêu hóa tốt hơn. Thứ hai nữa là nó cũng ổn định được cái chất lượng cũng như là cái sản lượng sữa. Theo chia sẻ của chị Thịnh, những ngày nào bò không được ăn thức ăn ủ chua, lượng sữa thu hoạch sẽ loãng và ít mùi thơm hơn. Do đó thức ăn chua được chị ủ quanh năm, cây ngô cũng phải trồng quanh năm và thu hoạch vào thời điểm bắp ngô vừa đông sữa. Chị ơi, em thấy là ở nhiều trại bò ấy thì họ thường cho ăn cỏ, sau đó thì trộn thêm với cám công nghiệp cho nó nhanh ấy. Thì mình ở đây em thấy mình làm ủ chua các thứ rồi dùng hoàn toàn bằng tự nhiên rất là vất vả. Thế nhưng mà mình làm này, một là mình phải trồng này, phải chế biến này, phải phối trộn này, phải ủ này, thì nó vất vả, mất nhiều công. Thế nhưng mà đổi lại thì sữa nó của mình thì nó thơm ngon hơn. Tuy nhiên là cái sản lượng sữa thì nó thấp hơn. Cái sản lượng sữa nó thấp khoảng từ 1/3 đến 2/3 so với cho ăn cám công nghiệp. Tuy nhiên là có một cái lợi thế là khi mà mình ăn thức ăn tự phối trộn ấy, lượng sữa nó tiết ít hơn thì nó giảm được những cái tình trạng, cái bệnh mà mình thường gặp ở bò sữa, ví dụ như bệnh viêm vú, bệnh đau móng, do là ăn nhiều cám này cái sản lượng sữa nó tiết ra quá nhiều, quá tải thì nó hay dẫn đến những cái bệnh viêm vú. Cái thời gian mà cho khai thác ấy thì nó cũng dài hơn và cái vòng đời của con bò cũng dài hơn. Vâng, đó là một quá trình sản xuất rất là ngặt nghèo. Và giờ thì tôi đã hiểu là tại sao mà hương vị sữa tôi vừa mới thưởng thức thì nó lại rất thơm và ngon như vậy. Bởi vì là nó đã được trải qua những cái công đoạn chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Và mặc dù là sản lượng sữa ít hơn này, người nông dân vất vả hơn này, nhưng mà ngày ngày thì ở trang trại bò của chị Thịnh vẫn luôn áp dụng những quy trình chăm sóc bò theo hướng hữu cơ như vậy để tạo ra được những sản phẩm sữa thực sự an toàn và hữu ích cho người tiêu dùng. Được chăm sóc bằng một chế độ ăn tự nhiên đầy đủ dinh dưỡng, không bị khai thác sữa quá mức, tất cả đã giúp đàn bò có sức đề kháng tốt hơn, ít mắc dịch bệnh hơn. Nhờ đó mà hầu như chị Thịnh chưa bao giờ phải dùng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh cho chúng. Thôi như này thì đảo như vậy là tương đối đều rồi, hai chị em mình gạt cho bò ăn nhé. Em tưởng là phải trộn thêm các cái tinh bột hay là... Không, cái tinh bột thì mình sẽ cho trộn sau khi mình giải cỏ xong. Bởi vì là mỗi con có cái sản lượng sữa khác nhau và có cái thể trạng khác nhau nên là cần chăm sóc khác nhau. Nếu mà làm như mình thì là tuy là nó có mất thời gian mình phối trộn nhưng mà lại tiết kiệm được nguyên liệu. Ví dụ như là con nào có sản lượng sữa cao thì mình cho ăn tinh bột nhiều. Thế còn những con nào mà có lượng sữa thấp thì mình cho ăn hút đi. Với lượng thức ăn thô xanh mới được phối trộn này, đàn bò sẽ được ăn tự do, thoải mái theo nhu cầu. Chị mời, ăn đi.
Ngoài thức ăn xanh, 20% thức ăn còn lại của bò là tinh bột. Thành phần thức ăn tinh gồm ngô, đỗ tương, cám gạo, ủ với YM cho lên men trong vòng từ 12 đến 24 tiếng. Sáng nay, đỗ tương cùng các nguyên liệu đã được chị Thịnh cho vào máy rang chín và nghiền nhỏ. Với lượng thức ăn tinh bột, chị Thịnh sẽ phân phối theo lượng cho sữa của từng con bò theo tỷ lệ thuận. Sau khi ủ xong thì mình sẽ cho bò ăn. Ở đây thì các con bò này thì cái sản lượng sữa thì chị đã nắm được rồi. Sau khi mình trộn đều lên. Ví dụ như con bò mà 10 lít sữa một ngày thì thức ăn tinh của nó khoảng độ 5 cân. Chia đều 3 bữa, đúng không? Thế còn những con mà sản lượng ít sữa hơn thì là mình cho ít cám hơn. Con nào nhiều sữa hơn thì mình tăng cường chất thức ăn tinh lên. Thế hàng ngày thì chị cho ăn nên là chị nhớ được con nào với con nào luôn rồi ạ? Có chứ. Mình nhớ luôn và hàng ngày mình vắt sữa thì mình biết được cái sản lượng sữa luôn và để mình cân đối cái lượng thức ăn tinh phù hợp. Với việc tự phối trộn thức ăn như thế này, thời gian cai tắc sữa đối với mỗi con bò có thể kéo dài khoảng 6 đến 7 năm thay vì 3 đến 4 năm như thông thường. Thế nhưng, để có được một đàn bò thực sự khỏe mạnh và cho sản lượng sữa ổn định, theo chị Thịnh, chúng cần phải được chăm sóc về cả mặt tinh thần. Quý vị có thể lắng nghe được những bản nhạc rất là êm ái và du dương đang có ở trong trang trại này, đúng không ạ? Mỗi một cô bò khi mà có tinh thần ổn định và thoải mái thì sẽ cho ra được những dòng sữa mát lành với chất lượng tốt nhất. Nắm được nguyên lý này cho nên là mỗi ngày thì những cô bò ở đây đều được chị Thịnh cho nghe những bản nhạc rất là êm ái và du dương như thế này để chúng giảm stress và có được một tinh thần ổn định thoải mái nhất để tạo ra được những dòng sữa với chất lượng rất là tốt và sản lượng cao. Không chỉ được nghe nhạc, đàn bò sữa được tắm mát và massage hàng ngày, đặc biệt là trước và sau khi vắt sữa. Đây là cách giúp đàn bò có tâm lý thư giãn, giảm yếu tố stress gây ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sữa. Một ngày thì mình sẽ tắm cho bò vào mấy lần trong ngày hả chị? Hàng ngày thì mình chải như này cho bò một lần, thế còn tắm khoảng độ 6 đến 8 lần một ngày. Thế còn trước lúc vắt sữa thì mình vệ sinh lại chuồng, vệ sinh lại bò, đặc biệt là cái bầu sữa, núm vú. Coi như là sạch hơn cả con người đấy, tắm 6 đến 8 lần liền ạ. Và thường thì vào mùa nóng như này thì sản lượng sữa thường hay giảm do bò bị stress nhiệt. Bởi vì là cái cơ thể con bò nó phù hợp với cái khí hậu lạnh hơn là khí hậu nhiệt đới ở mình. Thế mà để giảm cái stress nhiệt đấy thì cùng với cái hệ thống quạt mát thì mình thường xuyên tắm chải cho bò. Thế em làm nốt nhá để chị đi chuẩn bị máy vắt sữa. Trước giờ vắt sữa, việc tắm rửa, massage cho bò như đồng hồ sinh học để bò nhận biết đến giờ vắt sữa. Đồng thời cũng tạo điều kiện người chăn nuôi gần gũi với bò hơn để tránh cho chúng hoảng sợ trong quá trình chăm sóc và hút sữa. Nhờ cách kích sữa tự nhiên và an toàn như thế này, đàn bò luôn cho sản lượng sữa ổn định, phù hợp với thể trạng, lứa tuổi mà không cần dùng đến bất cứ loại hóa chất kích sữa nào. Vừa được với trải nghiệm công việc tắm cho bò để bò có thể sạch sẽ và thoải mái nhất trước công đoạn vắt sữa. Và đối với những người nuôi bò thì có lẽ là công đoạn thu hoạch sữa, vắt sữa bò có lẽ là công đoạn mà họ luôn chờ đợi nhất, bởi vì đó là lúc mà họ thu hoạch thành quả của mình. Và đó cũng là công đoạn mà bây giờ tôi rất là háo hức để một lát nữa thôi thì tôi cùng với chị Thịnh sẽ thực hiện công đoạn vắt sữa bò. Máy này vắt được hai con hả chị? Hay một con? Hai con. Ống hút sữa này em cho vào núm vú của bò là được ạ? Xưa mà trước khi vắt sữa mình phải lau khô cái bầu vú của bò, sau đó thì mình mới đưa cái ống hút để mà hút sữa. Và đối với con bò thì cái người vắt sữa luôn luôn là phải là cố định. Nên là ở đây thì chị thao tác để cho em coi thôi. Thế còn người lạ vào là bò nó không quen, nó hay phản ứng.
Sau đó là nó tự hút hả chị? Tự hút, nhưng mà sau khi mà mình đưa ống hút vào bầu sữa thì mình phải nhìn và kiểm tra xem là ở các cái ống này sữa nó có xuống đều hay không, đúng không? Nó có hút bám vào các cái bầu vú này hay không? Đã có sự hỗ trợ của máy móc nên chỉ cần sau khoảng 15 phút, công việc hút sữa bò đã hoàn tất. Thế nhưng, đối với những con bò vừa mới sinh, để tránh chúng bị kích thích mạnh, trong vòng 5 đến 7 ngày đầu sau sinh, chị Thịnh phải vắt sữa bò bằng tay như thế này. Lượng sữa non sẽ được dùng để nuôi bê con. Chị ơi, bây giờ mình sẽ công đoạn vắt bằng tay ạ? À? Em sẽ giúp chị được không ạ? Không giúp được chị đâu, tại vì là đối với bò mới sinh ấy thì là cần yên tĩnh, với thứ hai là cái người mà quen chăm sóc nó ấy, thì nó mới cho gần gũi, còn những cái người mà lạ dễ gây stress căng thẳng cho bò. Thế tại sao mình lại phải vắt bằng tay mà không dùng máy như những con bò khác hả chị? Vắt bằng tay bởi vì là cái bầu vú này rất là căng này, cái tia sữa, những cái ống dẫn sữa, tuyến sữa của nó căng tức, thì nếu mình vắt bằng máy ấy, cái lực hút nó mạnh ấy, nó dễ gây tổn thương bầu vú, nó dễ bị viêm. Thứ hai là cái việc vắt tay này này, thì mình cùng với đồng thời động tác vắt tay thì mình có thể tiến hành massage cho bò, thì nó nhanh, nó giúp cho cái bầu vú nhanh tan. Đấy, con bò này nó đang rất là căng thẳng và nó đã đá đổ hết sữa rồi. Chăm sóc bò sau sinh nó cũng đặc biệt giống như là chăm sóc bà mẹ sau sinh. Và em thấy là khi mà nó bị tách con ra thì nó thường, em thấy nó cứ kêu giống cả lên ấy, nên nó nhớ con hay sao ấy. Cả hai mẹ con nhớ đều rất là nhớ nhau, đặc biệt những khi mà con nó khát sữa. Chắc là chị sẽ phải kiểu quen với công việc này. Đúng rồi, mới đầu mình rất là ảnh hưởng tinh thần, rất là thương nó, rất là cảm thấy như giống như là mình mang tội ấy. Nhưng mà trong chăn nuôi thì đến một cái việc là bất khả kháng, biệt là buộc lòng là mình vẫn phải làm. Đã có những lúc vì lòng trắc ẩn, chị cảm thấy day dứt khi phải chia rẽ tình mẫu tử của bò mẹ và bò con. Nhưng vì công việc mưu sinh, những người nuôi bò như chị Thịnh vẫn buộc phải thực hiện. Một ngày trải nghiệm trong nông trại bò, tôi mới thấy hết được sự vất vả của những người chăn nuôi bò sữa thuận tự nhiên. Dù có sự giúp đỡ của hai nhân công, nhưng chị Thịnh vẫn không có lúc ngơi nghỉ với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sữa đảm bảo an toàn. Mỗi ngày, mỗi con bò có thể cho khoảng 13 đến 15 lít sữa như thế này. Ngay sau khi vắt, sữa được lập tức mang vào khâu chế biến để đảm bảo độ tươi ngon. Bên cạnh sản phẩm sữa tươi Thanh Trùng của trang trại thì một phần sản phẩm sữa sau khi mà được vắt từ bò thì sẽ dùng để làm ra các hộp sữa chua như thế này. Và cái quy trình làm sữa chua như thế này thì có lâu không sau khi mà mình vắt sữa bò luôn ạ? Sữa sau khi thanh trùng xong thì hạ xuống đưa về nhiệt độ để ủ, để pha men. Và sau khi pha men xong thì mình đưa vào kho ủ nóng khoảng độ đến 2 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thì khi mà sữa đông lại thì mình đưa sang kho lạnh để bảo quản lạnh. Và đến sáng hôm sau thì mình bắt đầu mình hoàn thiện đóng gói sản phẩm để đưa lên cửa hàng. Thì đây chính là cái sản phẩm mà cần đóng, đã hoàn thiện rồi, đã hoàn chỉnh rồi, bây giờ mình đóng hộp để sáng mai 3:30 là xuất đến các cửa hàng. Như vậy là qua một ngày trải nghiệm cùng với chị Thịnh từ sáng sớm cho tới đêm muộn như bây giờ thì tôi mới quả thật là thấy là không hề đơn giản một chút nào. Có quá nhiều vất vả khi mà những người nông dân tạo ra những sản phẩm sữa an toàn như thế này, từ việc chăm sóc vùng nguyên liệu, rồi phối trộn thức ăn cho bò, chăm sóc bò, vắt sữa rồi chế biến để tạo ra được những sản phẩm an toàn thì họ đã phải rất là cố gắng, nỗ lực và thực sự rất là tâm huyết với những sản phẩm của mình để tạo ra thị trường những sản phẩm an toàn và được người tiêu dùng công nhận.